chưa? Đây đúng rồi. Thì thế không? Vì nhớp nhớp làm gì? Chưa mà quen. Làm như thợ hay hả? Thế như thợ nhưng cái đéo phải nhớp nhớp. Hơn cả thợ nữa. Ăn mình yếu thì phải nhớp thôi. Giữ cái này. Con cuối cùng. Lá chim này, đây là chim. Nói con này phải giữ này. Nói mạnh sáng loáng.